6 tháng sau mình lấy ra, mình rửa với nước bình thường thôi, thì mình phơi khô với mặt trời. Sau khi mình phơi là mình sẽ được một lần rửa hai tay, cái hạt cà phê nó hư á. Rồi sau 6 tháng thì cà phê lớn, cà phê hư nhiều, mình phải lựa lại nhiều nhé. Sau khi lựa lại thì mình mới ra. Đây là mình đang mọc những cái tổng tiết bên trong. Mình để vậy xong rồi. Chip. Yeah. Chip. No, no. No help. It's a male not chip. Tại vì chùa mình là chùa hương á, chùa hương thì không cũng không có mùi hôi. Tại vì chỉ có chùa hương trong dạ dày mới có enzyme làm được cà phê thôi. Cái con chùa hương thì ăn cà phê nó thải ra cái ngày cây này. Eat this one and then they come. That is the proof of the reason. When you eat coffee and the coffee comes out, and we keep it for 6 months, and then we get it out, we drink, buy, and we choose the best one to grow. And that's roasted. When we grow coffee, we don't add any other flavor or chemical. No reason for this magic. 100% coffee. Wake up now. Wake up. Wake up now. Này mình sử dụng tên gọi của nó là bình si phong, thì cái bình này là cái bình pha mà mình học công nghệ pha của mình. Bình này thì nó sẽ giữ cho cái tẩy cà phê không có bị thay đổi. Và nó đổ nước lên mình đun bằng cồn khô bên dưới.
cái dốc nó hơi đứng. Mình đi không quen á, dễ là đứng chứ dân địa phương không nghe tôi chạy thằng 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 này. Đà Lạt còn nhiều cái dốc, riêng cái dốc này đi, nó nhỏ hơn nhiều, nó đứng hơn. Xong mình rút cù ra thì nó sẽ rút cù từ xuống cái bình bên dưới. Và mình vẫn có cái bình lọc nằm đây để giữ sát cà phê phía trên. Thì chỉ có nước mà nó lấy được chất cà phê thì nó chảy xuống dưới thôi. Khi nước nó xuống thì em sẽ đun thêm một lần nữa. Nên mình sẽ đun hai lần nữa. Tại vì cái bình này nó tạo ra nhiệt độ nước cho cái lòng. Chỉ có 2-5 độ thôi, cái nhiệt độ sôi. Còn cái nhiệt độ này ta nghiên cứu là nhiệt độ hoàn hảo cho ta cà phê. Ừ, không. Đẩy nước lên nó không. Nếu nào mình có hai độ nước sôi trực tiếp vào trong cà phê thì lúc đó sẽ làm cho cà phê cháy. Cà phê cháy thì nó mất hơn. Cái bình này mắc không chị? Cái bình này thì mình mới lẻ là 2 triệu. Nhưng mà khi người khách thì nó ký mình biết cà phê á là woo.